Xe đạp thể thao vip.com xin chào các anh chị. Video này sẽ tiến hành kiểm tra chiếc xe đạp đua Twister R12 VIP Pro để gửi cho anh Khang Nem ở Khánh Hòa. Vâng, Twister R12 VIP Pro đây là sản phẩm đang cực hot hiện nay trên thị trường anh chị nhé. Với cấu hình tuyệt ngon, đó là khung carbon đầu cá mập, trục rỗng phanh dầu và sử dụng phun lốp Shimano Tira 4700 và có mức giá thì vô cùng hợp lý. Vâng, và đã được anh chị trên toàn quốc đến shop đặt rất là nhiều luôn. Và trở lại với chiếc xe đạp Twister 12 VIP Pro của anh Khang Nem ở Khánh Hòa, đặt đó là chiếc màu đổi màu holographic size 48 đây. Và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra, giới thiệu nhanh tới anh chị cấu hình và báo giá tới anh chị luôn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, xe có cấu hình đó là khung phuộc cọc in tay lái đầu cá mập bằng carbon. Vâng, tay lái carbon có chữ CP, carbon bicycle ở đây anh chị nhé. Toàn bộ cáp thì âm trong tay lái và âm trong khung. Xe sử dụng phanh đĩa cơ dầu trước sau của hãng Retropic. Và chất sơn đổi màu đó là đổi màu holographic. Vâng, đổi màu bonnet tuyệt đẹp. Xe thì đang có hai size 46 và size 48 để anh chị lựa chọn phù hợp với chiều cao của anh chị. Vành nhôm hai lớp cao 4 cm, lốp Innova Pro 700x25 cm, Mayer bằng hợp kim nhôm của hãng Retropic. Và bộ chuyển động trang bị cho Twister 12 VIP Pro này là sử dụng bộ chuyển động Shimano Tira 4700, 5 món đó là gạt lip, lip, gạt đĩa, đùi đĩa và tay đề số, tay đề nắp Shimano Tira 4700 2x10 tốc độ cho ra 20 tốc độ anh chị nha. Vâng, anh chị đã thấy cấu hình cao chưa ạ? Ngon chưa ạ? Và mức giá thì rất là hợp lý. Giá của Twister 12 VIP Pro này với bản đổi màu chỉ 18.800.000 và bản sơn thường 18.500.000 bao ship từ shop xe đạp thể thao vip.com. Và toàn bộ thông tin chi tiết thì shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao vip.com cùng với giá của xe. Anh chị có thể đặt xe trực tiếp trên web hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao vip.com.